Quê Hương Bus có những chuyến khởi hành mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật ở ba thành phố Houston, Arlington, Texas, New Orleans, Louisiana. Xin vào website homelandbus.com. Quê Hương Bus, sự lựa chọn tốt nhất. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay thứ hai cùng với anh Kevin Go, anh Vũ Kiểu và Tường Minh. Chào tất cả quý vị, chào hai anh. Kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio TV. Chào anh chị Vũ Kiểu, kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Chào quý khách hàng đặc biệt của quán cà phê của Việt TV Radio. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và anh Kevin. Sáng nay tưởng đâu là anh vô anh sẽ hát bài Ngoài Hiên Giọt Mưa Thu Thánh Thoát Rơi chứ. Ủa ngoài đó mưa hả? Tôi đi trước khi trời chưa sáng, chưa có thấy mưa, thấy có hơi hơi. Mình cảm nhận được cái gọi là cái làn sương mỏng khi mà bước vô xe. Dạ. Ngày hôm nay thì tối nay thì nhiệt độ riêng tại Houston này xuống tới hàng năm, có 56 độ thôi à. Thành thử ra hôm nay hát bài đó cũng được rồi anh Kevin. Yeah, mà mọi người đang nóng lòng chờ đến cuối tuần, mọi người nghe xôn xao beo le là cũng như là mưa gì mưa, nhưng cuối tuần nay đừng mưa. Cuối tuần gì? Cuối tuần này là cuối tuần này đừng có mưa. Có rally. Dạ, dạ, nghe nói là có cũng 7-8 chiếc máy bay gì đó rồi sau là cái báo chương trình mà xe. Người cử tri Việt ở Houston ủng hộ. Dạ, dạ. Đúng rồi. Sáng nay em mới nhận được một bức thư tình dài cũng phải chục trang. Tôi tính hỏi Kevin là ai mang cái luồng khí mát chứ chưa phải là lạnh không tới vùng Bel Air trong buổi sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần. Không lẽ cô hàng cà phê hả? Luồng khí mát thì tự tự động nó sẽ tới, bởi vì cuối tháng 9 rồi, sắc thu đã chuẩn bị nhuốm rồi. Khi mà thấy gì đó, nhà thờ chuẩn bị hội chợ thu yêu thương rồi. Wow. Ủa, được mở lại rồi á? Không, nhưng mà trong nhiều năm nay, trong nhiều năm nay khí hậu của Houston cũng tương đối là đỡ hơn nhiều. Không còn nóng giống như mấy năm trước. Thường thường bây giờ mấy năm trước mùa hè nóng lắm. Đúng. Nhưng mà mấy năm gần đây là mùa hè được trời mưa. Cũng cái... nóng nhưng mà nhờ cái mưa. Thì thường bớt. Tin tức họ nói đó là cái chu kỳ thay đổi của thời tiết giữa cái hiện tượng El Niño và La Niña. Tại vì chúng ta ở cái vùng ôn đới nó bị ảnh hưởng mạnh lắm. Nên là trở lại chuyện mây mưa cuối tuần này. Giống như là bên California bị cháy rừng nên nhiệt độ nó lại nóng. Đúng. Nóng hơn Houston luôn. Đúng. Nên là đó là ảnh hưởng của bên Thái Bình Dương Pacific. Nên là bây giờ là không đâu biết được, ít bữa nữa Houston khí hậu là tốt giống như Cali trước đây. Bây giờ Cali muốn qua Houston, muốn qua Texas nhiều lắm. Chuẩn bị mua đất mua đai đi, vài bữa nữa là sẽ đất đai ở Houston sẽ mắc lắm đó. Người ta sẽ, nếu mà Houston mà có cái khí hậu mát mẻ thoải mái một chút xíu là bảo đảm là sẽ rất là đông người sẽ muốn về không ở đây. Được như vậy muôn đời lâu lâu biết một đâu trời thương cho một năm hoặc là vài tháng thôi, biết đâu được. Không ai có cây đũa thần. Nhưng mà vì tình hình chung COVID và những cái biện pháp ngặt nghèo, cái này là sự kiện tin tức có thật, cho nên cũng có nhiều người cũng muốn dọn ra khỏi Cali hoặc là những cái vùng khác. Đặc biệt Cali bây giờ mắc mỏ quá, người ta không thể nào mời bình thường mà sống một cách thoải mái được. Vừa sống vừa lo canh cánh là ok, về cho hai vợ chồng đều là kỹ sư hết đi. Mua một cái nhà bé như cái mắt mũi á, ít nhất 5.000 tiền một cái, thấy chưa? Mà là đâu có phải là nhà mới gì đâu. Năm ít nhất là 50-60 năm xây dựng cách đó, tức là 50-60 năm rồi. Ống nước rỉ hết rồi. Làm chi vậy trời? Về Cali làm gì? Anh nói 50-60 năm tuổi đảng như ông, giống như ông Lê Đình Kình chứ. Thôi, đó, tôi chỉ nói về sự kiện tin tức thôi. Em là nghĩ khác, em cứ nghe anh nói là nếu mà mua nhà mua nhà mà 50-60 năm là ống nước rỉ rồi, kiểu đó, người sao anh?
Không có sao, mỗi người méo mó một hướng khác nhau không? Coi như là cái đầu suy nghĩ, cái đầu đầy dẫy, cái miệng nói ra đó là coi như là nhà mới thì không kham nổi, tại vì quy định thứ nhất là vừa về động đất mà bây giờ vừa về môi trường. Trong quần vừa rồi tin đó, năm 2035 là Cali cấm xe chạy bằng xăng, chỉ là xe điện không thôi. 2035 là 15 năm nữa. Đúng rồi. À, 15 năm nữa, vậy là 15 năm nữa là coi như anh đi qua California là anh không, đi mua mấy đó, cái xe. Lúc đó anh mua mấy xe cũ về là tha hồ. Tôi đi nuôi ngựa. Nhưng mà anh cao bồi thứ thiệt. Nếu mà người ta cấm như vậy thì những cái luxury car thì sao? Ferrari, những cái Lamborghini, hiện hành đang lưu hành vẫn y chang tình trạng như vậy. Ừ. Cho tới khi coi như là nó về hưu hoặc là nó hư bỏ. Vẫn được quyền sang, vẫn quyền bán, nhưng mua mà trước bắt đó đầu thì được đó. Mua trước đó thì được, tức là cho tới giờ phút này thì được. Vậy thì năm 2035 anh nói là người ta cấm xe mà chạy xăng dầu ở bên California. Đúng rồi. À, rồi những cái xe tải rồi xe tải vẫn được. Vẫn được. Xe tải vẫn được. Tại vì xe tải chưa có xe điện. Những cái xe bình thường đi mỗi ngày. Dạ, passenger car như xe của mình. Thì là cấm. Như vậy thì coi như vậy thì trước đó mấy năm người ta phải ngừng để bán đi chứ hả? À, thì không biết, cái đó là cái kế hoạch của bên các bộ và bên California. Vậy là coi như mình chuẩn bị đừng có đầu tư vô mấy cái cây xăng ha. No. Có lý. Bây giờ có bây cây đầu xăng tư mà vào điện. Đó. Đầu tư đầu óc điện. Kinh doanh có khác ha, suy nghĩ liền không? Bây giờ mua cổ phiếu của Tesla nhiều vô. Đâu sẽ có nhiều cái công ty khác. Nhưng mà nhiều lắm. Nhưng mà làm gì làm người ta phải xài điện. Dạ. Yeah. V247 sẽ giàu. Không, nếu mà có kế hoạch mà xây dựng được những cái trạm sạc điện trên xa lộ đó, cái đó bây giờ là nhu cầu bức thiết. Ủa vậy V247 có lên sàn chứng khoán cho anh để em mua cổ phiếu? Em biết để hỏi là sứ bảo thì mai tôi hỏi không? Vậy đầu tư từ từ đi chứ. Dạ, chứ để mai mốt rồi cổ phiếu lên mắc quá, không có tiền mua nổi xe nữa rồi thôi chết luôn. Rồi, bây giờ đề tài hôm nay là gì? Chính trị, xe, thời tiết. Không biết là anh Kevin thì ông khách sạn bên hai có cái gì đặc biệt không? Có một chữ nữa hay không? Không. Bị la quá rồi. Hôm nay không có mang đề tài tới bàn cà phê để thảo luận. Có, nhưng mà em nghĩ không ổn. Không ổn hả? Em thì có nhiều nhưng mà không có đề tài nào ổn hết. Kevin mà cũng lạnh cẳng là sao? Đi đứng coi như là hùng hồn lắm mà. Beo le, tôi cứ tưởng là người ta nói... Không, tại vì biết sao cái... Sao? Khi mình nghĩ rằng thôi để qua bầu cử đi là tính tiếp. Qua bầu cử đi, okay. Em mới dám ra mặt. Bây giờ đang cái thời gian nó nguội rồi không? Lúc nào cũng vậy hết, bất cứ một cái chuyện tranh cử, một cái việc thi nào ấy, nó chỉ có một người thắng thôi. Anh Vũ Kiểm thấy không? À, nên là thôi mình tốt nhất là mình không có muốn đứng giữa hai làn đạn. Nè. Sướng ưu viên lúc nào cũng đứng giữa hai làn đạn hết anh ơi. Dạ là không có sao hết, chuyện đó cũng chỉ là thường thôi. Dạ lâu rồi đời mình nó sẽ quen. À, thôi trở lại với cái đề tài ngày hôm nay đó thì tụi mình có một cái cô bạn đó thì cổ mới nói là khi mà cái người chồng của cổ đó ở nhà để phụ giúp trong cái việc kinh doanh của cổ đó, thì bị gia đình chồng phản đối rất là nhiều. Thì tụi mình thấy là khi mà người phụ nữ cũng không có muốn ở nhà nữa, người phụ nữ cũng muốn là đi ra ngoài đi làm chứ cũng không có muốn ở nhà nuôi con. Nhưng mình nhìn lại đó thì trong cái xã hội của mình hiện nay ở đây đó, nhất là ở Mỹ nè, rất là nhiều những người phụ nữ đi ra làm kinh doanh, làm nhà hàng, làm tiệm nail, làm tiệm facial, thành ra rất là bận biểu với công việc. Rồi nhiều khi cái công việc ăn nên làm ra, rồi không có ai bận quá, không ai coi con thì ông chồng lại ở nhà là coi con. Nhưng mà cái quan niệm của người Việt Nam mình đó là người đàn ông phải đi ra ngoài, chứ mà nếu mà được người đàn ông ở nhà coi con đó là bị bạn bè nè, gia đình nè coi thường. Có đúng như vậy không? Đó là câu hỏi cho quý khán giả. Lát nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ mình có về một kinh cái nghiệm cô bạn luôn. Nói chung là mấy cái cô mà ra làm chủ tiệm nail rồi thì cái nọ họ bận rộn điều hành tiệm rất là nhiều. Thì đôi khi là có những anh chồng đó là có công việc làm ăn rất là ổn định. Giống như làm kỹ sư, có nhiều người, mình có một người bạn là kiến trúc sư. Nhưng mà cái cô vợ là có cái tiệm sửa đồ thôi, sửa quần áo thôi. Nhưng mà bận lắm. Coi như là công việc rất là nhiều, mẹ vợ cũng phải ra phụ rồi phải mướn người thêm nữa. Rồi con cái thì không có ai coi hết tại vì làm việc từ sáng tới 10 giờ đêm luôn. Thì cái anh chồng kiến trúc sư cũng ở nhà, quyết định là thôi bỏ chớp ở nhà nuôi con.
ngầu vậy đó. Dạ, thì có nhiều người nói là cái đó không nên, tại vì phụ nữ mình cũng đã muốn đi ra ngoài đường để đi làm việc, để gặp gỡ người này người kia rồi. Đàn ông thì cái nhu cầu đi ra ngoài càng nhiều hơn nữa, mà bây giờ phải hy sinh luôn cái chớp của mình ăn học để mình ở nhà mình giúp cho vợ mình coi con, làm việc nhà, bếp núc rồi đưa đón con đi học như vậy thì nó không có tốt. Cái đó là cái suy nghĩ của người ngoài. Dạ. Tôi muốn hỏi người vợ có thấy hạnh phúc? Người vợ rất là hạnh phúc, đương nhiên là người vợ rất là biết ơn ông chồng, bởi vì dạ. Thứ nhất là có thể là bằng cấp không có nhiều giống như ông chồng đi, giống như là cô vợ mà tiệm sửa đồ mà tụi mình nói đó, là cũng là một người bạn thôi. Ông chồng là kiến trúc sư đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng thì bây giờ anh cũng phải ở nhà để anh giúp và đưa đón con kiến đi học. Kiến trúc sư nhưng mà đã từng đi hành làm nghề đàng hoàng. Kiến trúc sư, đi làm đàng ok hoàng. Dạ. Bỏ công việc để ở nhà, để ở nhà chăm sóc nhất con. Là trong cái thời gian mùa dịch này nữa, khi mà con cái phải học ở nhà nữa thì đương nhiên phải có một người hy sinh rồi. Tại vì tức là học mới online. bỏ job không bỏ gần trước, đây hay là trước cái dịch này xảy ra, trước cái dịch này okay. Thì anh đã ở nhà rồi, nhưng cái mà đó mới là cái điều đáng phục. Đúng rồi, nhưng đó mà trong mùa dịch này thì cái chuyện đó càng nhiều hơn nữa. Đâu có gì đâu. Bây giờ nói anh đó đó, anh apply xin làm ở Twitter. Twitter là cho from home. Cho nhân viên làm from home suốt đời nha anh Vũ Kiếm. Okay, Uber đó là người ta họ cho nhân viên làm cho đến tháng 7 năm tới. Nhưng với Twitter, ok engineer đó, thì người ta đã ra là coi như là suốt đời. Okay. Cho đến ngày công ty, nếu mà công ty đóng cửa thôi. Còn bây giờ là anh đó anh apply làm Twitter là no problem. Là work from home là có thể take care con cái. Rồi, đôi khi đôi khi không phải anh đó nữa mà có anh X chứ. Anh cứ nói chuyện xí xọ ngang qua cái chỗ khác, có cắt cái dòng tư tưởng của tôi. Work from home. Bây giờ chúng ta ok cùng góp ý về cái trường hợp, cái câu chuyện chị Tường Minh đưa ra, tôi cho là lý thú. Tôi ủng hộ cái quyết định đó. Không mong gì hơn ở một người vợ, một người mẹ có được người chồng hiểu mình và đưa đến cái quyết định như vậy. Thứ nhất, bắt buộc về cái điều kiện phải có để làm được chuyện đó là phải có khả năng tài chính. Đúng chưa? Tức là họ stable income. Cái chuyện đó mình không có bàn sâu vào. Không bàn sâu vào. Nhưng tôi đang nói tới cái tâm lý của con người, nhất là cái mà người đời thường hay nói, cái người đàn ông phải thế này thế kia đó. Không dễ gì một người học kiến trúc sư. Kiến trúc sư học khó đôi khi hơn là kỹ sư điện bình thường. Phải có khả năng giỏi mới hành nghề được. Có nhiều người, tôi có bạn lấy bằng kiến trúc sư ra ngồi treo, tại vì không đủ kinh nghiệm để cạnh tranh với những người khác. Thì vắn tắt là như vậy. Mà cái đó là cái tự hào của một cái người đàn ông, đứa con trai mà bây giờ treo bằng đó ở nhà coi con, giúp vợ, cái đó tuyệt vời. Nếu mà người bên ngoài góp ý vô, hoặc những người nào nói cái đó không nên, người chồng phải đi ra ngoài bươn trải, chưa chắc. Cái đó là cái lập luận của tôi. Đó, căn bản là như vậy. Thì lát nữa mong quý vị chia sẻ ý kiến của quý vị về trường hợp này như thế nào. Anh thì anh thấy như sao? Bình thường. Bình thường phải không? Và anh ủng hộ. Cỡ gì anh mà anh ở nhà nuôi con được không? Em hỏi được, anh thử tâm đời. Được, em thời thế nghĩ, mà, em không đúng không? Cô hàng cà phê à? Đúng, tôi đồng ý cho thời thế mà đâu có gì đâu. Miễn làm cùng sao? Cùng tắc biến, thế thời thời phải thế. Đã đúng thế không? Thế thời thời đúng phải rồi. Thế. Đó. Dạ. Nên là bây giờ mình cảm thấy là giống như là cái nào đó mà nó tiện cho cái công việc trong gia đình là được. Đúng rồi. Rồi. Và cái quan trọng nhất là mang lại cái niềm hạnh phúc, niềm vui cho vợ. Con nó lớn lên nó cũng ghi ơn bố nó. Ngày đó bố như vậy, why daddy? Tại sao bố không working for construction, architecture? Tại vì bố ở nhà bố có con phụ mẹ. Em mẹ ý. Có cái niềm vui của mẹ. Tôi nghĩ là cái người bạn của chị đó có cái niềm vui của cái tiệm sửa quần áo. Đúng không? Là cái niềm vui. Đó. Mà bây giờ thì không, coi như là làm ăn nên làm ra càng ngày càng nhiều khách là tại vì có tay nghề hoặc là được cái số làm công việc khách hàng người ta thích. Chứ lúc đầu tôi nghĩ là cái lương chính là của ông chồng kiến trúc sư. Thì đó là như vậy.
em nghĩ là đàn ông mà ở nhà riết giống như vậy đó, ở nhà cứ quanh quẩn ở trong nhà nuôi con, bản thân phụ nữ đã làm cái điều đó, đã bắt đầu chống đối rồi, nói không, tôi cũng muốn đi ra ngoài giao lưu với xã hội, tiếp xúc với người này người kia, đi làm có tiền ra tiền vô, không muốn xài tiền của chồng. Thì ngược lại người đàn ông mà họ ở nhà như vậy chắc chắn là rất là tù túng, mà thậm chí đó là tụi mình thấy những cái trường hợp là gia đình của cái người đàn ông đó lại chống đối, nói chứ cha mẹ nuôi cho con ăn học tới bây giờ để ở nhà bám váy vợ, ở nhà cơm nước cho vợ, đi chợ đi búa, không có ra làm sao cả. Đó là chuyện có thật nha thưa quý vị, có một việc có chuyện có thật, là cũng cái cô vợ cũng khổ sở lắm, tại vì bên nhà chồng không có đồng ý. Tại vì rõ ràng một người đàn ông như vậy mà tự nhiên á, là phải ở nhà rồi cái hình ảnh rồi đi chợ đi búa, miễn là miễn cái anh đó anh feel good là được rồi, rồi bạn bè nhìn vô nữa, ra đường hỏi nào? Chồng em làm gì, chồng em ở nhà nuôi con, nghe cũng kỳ kỳ. No, không có gì kỳ. Người hiểu chuyện người ta nể, người không biết chuyện mà dèm pha nhiều đó thì chưa, giống như nhìn một cái phiến lá của một cái cánh rừng, thấy nó đổi vàng, nó ô mùa thu rồi, nhưng mà vô bên trong toàn là những cái cây coi như là forever xanh green, lè, xanh lè cây sồi. Nhưng mà em hỏi anh ngược lại nè, nếu như anh là người cha, người mẹ đi, anh sanh ra một đứa con trai đi, dai và dài, lưng dài, vai rộng, rồi xong rồi anh nuôi nó ăn học lớn lên, nó làm, có bằng cấp này kia nọ, xong đùng một cái, nó nói như vậy, nó nói, ba ơi, thôi con ở nhà con nuôi con. Anh có thấy kỳ cục không? Không, không kỳ cục. Nếu chỉ trong trường hợp, ok, có những người chồng, cái gánh vác trọng trách trách nhiệm, nói chung là lo cho gia đình, mà muốn nhàn hạ ở nhà, không lo đi làm, để cho gia đình vợ con rơi vào cái hoàn cảnh túng thiếu, hoặc là không được như bạn bè, cái đó là cái đáng trách. Còn đây ngay từ đầu tôi nói, cái điều kiện tài chính cho phép họ làm được cái quyết định đó là một cái điều tôi thán phục. Còn cái mẫu người đàn ông đó, có những người passive, những người active, có những người vô cùng là năng động, năng nổ, thích đi ra ngoài. Có những người họ muốn làm cái công việc ở nhà, hoặc là họ không thích ồn ào. Hai loại người đàn ông, chứ không phải ai cũng là đàn ông là phải đi ra đường phố. No. Đàn ông là phải thế này thế kia, không. Chắc ít bữa nữa phải có show đàn ông phải thế. Bây giờ đó là thí dụ như là người phụ nữ như bản thân cá nhân của tụi mình đi, thí dụ như mình ngồi ở nhà mình xài tiền của chồng mình đã thấy khó chịu rồi, ngược lại người đàn ông thì họ cũng có những cái khó chịu riêng của họ chứ, thành thử ra cũng khó nói. Nhất là thí dụ như bên nếu mà em là gia đình, em là người cha người mẹ thì em thấy cái điều này chắc em cũng sẽ buồn. Tại vì mình nuôi nó ăn học lớn lên rồi, nó không có đi ra ngoài, nó góp sức với xã hội, nó không có làm thành ông này bà kia, ở nhà nuôi con. Em gặp em là em buồn đó. Anh nhiều chuyện. Khi mà Tường Minh nói cái câu đó là Tường Minh ở nhà xài tiền của chồng cảm thấy áy náy cũng này này nọ đó, em nhìn kỹ không, nó nhìn thấy nó có cái gì đó không thật nó có gì đó không thật có điều gì bởi vậy người ta nói là mấy cái người xứng công viên nó lên đài toàn nó xạo nó. Ông chồng của mình mà ở nhà nấu cơm thôi đó, đã đi làm nhưng mà về nhà mà đứng vô bếp mà rửa chén thôi đã là bị khó chịu rồi. Bố mẹ lạc đàn hậu. Đàn ông mà lạc đi hậu. Làm mấy cái chuyện anh không. Cũng vậy. Bố mẹ đó đâu. Là lạc hậu. Thời đó là thời xưa. Đúng, lạc hậu. Thời xưa cái gia trưởng, cái tính gia trưởng của người Việt truyền lại. Đàn ông còn thời nay mà chuyện đàn ông mà người ta họ vô bếp nấu này nọ, nấu nướng là bình thường, đáp là bình thường, ẩm con, bế con, cho con bú đi chợ đi búa, làm việc nhà. Nếu bố mẹ tôi mà trong trường hợp đó ha, tôi chỉ hỏi ngược lại, nếu bố tôi đặt cái điều trường hợp đó đối với tôi là người như vậy, tôi chỉ hỏi ngược lại bố, thế thì tại sao bố phải nghe lời mẹ? Nghe lời bố anh Vũ Kiệm, để em show cho anh một vài thứ này. Ok, mấy ông bố đó, ok, thời trước nha. Bố bố làm gì? Bố lớn lên á là ông bà nội nuôi bố. Bố lớn lên cái bố đi lính. Bố đi lính á thì tiền lính là tính liền. Đúng kìa. Mà bố có sĩ quan đi nữa thì bố cũng xài hết mất tiêu rồi. Okay. Tại vì bố cái tư tưởng của bố là bố nghĩ rằng là bố sống nay chết mai. Thời chiến mà anh, đúng không? Nên là bao nhiêu bố xài hết. Rồi ở nhà là mẹ nuôi con. Xong rồi bố về rồi bố còn khi bố về nhà thì bố cũng vắt chân lên rồi bố ngồi đó bố chơi rồi người khác phục vụ bố.
Ừ. Cả đời bố là toàn từ nhỏ thì ông bà nội nuôi là lo cho bố, rồi lớn lên thì bố hưởng, rồi bố được già con hưởng, rồi bố làm gì? Khi mà tính làm bố à? No, khi mà thời đó là thời trước đây, còn thời này không có chuyện đó. À, phục vụ cho việc nước là việc lớn rồi, thành ra cái đó là cái không có gì để phải nói hết trơn á. Làm những cái chuyện lớn, việc xã hội là ok thôi, không có vấn đề gì hết. Đi nhưng mà một người đàn ông á, mà coi như là không có công danh, không có sự nghiệp ở nhà để mà phụ vợ nuôi con thì sao? Cái trường hợp anh này là đã là kiến trúc sư, là có sự nghiệp rồi chứ. Thì có sự nghiệp nhưng mà bây giờ đi ra. Bây người giờ... ta thấy cái đó là hiện tại bây giờ, cái thời bây giờ đó, người ta chỉ thấy tôi nói cái phía đó. Nào đó okay. Mà tiện là người ta họ làm. Tôi chịu hết nổi rồi anh đó. Tôi anh, nóng rồi đó. Bây giờ như vậy, nếu người bạn nào của cô hàng cà phê mà có tư tưởng nhiều đó, người, đó. Okay. Người ta sáng, người ta họ chở bà xã đi, đi làm, đi ra tiệm, ra business. Thường thường là những người đó phải là những người có business. Ok, ra đó, rồi xong rồi họ quay về, họ lo cái công chuyện, họ mua ra sáng, họ biết cấp nhiều. Cái đó thời bây giờ là sao? Chiều đi về đón con. Nhất là anh Vũ Kiểm biết sao, trong những cái ngành thẩm mỹ. Đúng rồi, nail nè, tóc nè, nó rất là nhiều. Đúng, bây giờ thì rất là nhiều, thành thử ra... cái nhiều cái sự hy sinh của người chồng từng Minh ghi nhận, cái sự hạnh phúc của người vợ khi được chồng như vậy ghi nhận, nhưng mà cái vấn đề bây đặt giờ đó lại, anh Vũ Kiểm cha thấy mẹ à? Nhìn xuống thì bình sẽ thường đâu có gì đâu nổ má cha mẹ đó đó, đó. Cha mẹ đó là ô phánh sinh rồi. Bây giờ anh hỏi Vũ Kiểm là giả sử cái cô vợ cổ đang có quản lý 5 cái tiệm nail, 10 cái tiệm nail, anh kiến trúc sư nào có độ là làm bằng tiền cổ thì đúng thì đó thì tại lý do không làm bằng tiền thật. No. Thôi là rồi. Hello. Rồi, nghe rồi, ý kiến khán thính giả. Dạ. Dạ vâng, nghe ý kiến khán thính giả. À, cho tôi tham gia tí được không? Dạ được. Dạ được, tí thôi nha cô. Dạ cô, cho con hỏi quý danh nha cô nha. Tôi như là như thế này nè. Coi như Thượng Đế sinh ra là đã cấu tạo con người, phân biệt đàn ông là đàn bà, cấu tạo khác nhau. Do đó mà cái lý tưởng á, thì mình phải lấy lên cái đa số. Đa số không phải phân biệt châu Á, châu Âu gì hết trơn mà xã hội á, thường thường dành cho đàn ông và nội trợ việc nhà thì dành cho phụ nữ. Chính vì đó mà chẳng hạn như tổng thống đó, các anh chị thấy không? Mỗi lần tổng thống đàn ông mà khi đàn bà xuất hiện là có sự khác biệt liền. Đó, do đó mà theo tôi á, thì vấn đề... là đàn ông á, thì nên về xã hội và đàn bà là về gia đình. Gia đình. Nhưng có những lúc, có những trường hợp, thí dụ như thời gian thì cũng còn có thời gian, còn có còn vật lý và thời gian tâm lý. Một giờ vẫn là một giờ, nhưng mà thời gian vật lý á, là một giờ vẫn một giờ, nhưng mà thời gian tâm lý là người ta nói ô hôm nay trong nắng quá, ngày hôm nay sao dài quá đó. Yeah. Đó thì theo tôi nghĩ là nếu bản thân tôi á, mà người đàn ông á, mà phải có một sự nghiệp như vậy á, ở nhà thật tâm lòng tôi thì bản thân mình không muốn, nhưng mà nếu đặt trường hợp có như vậy mình cũng phải chấp nhận. Vì chị Đường Minh biết không, đôi lúc cái gan thông minh nó phát triển chậm và nó thay đổi đó, thì con người nó có những lúc thay đổi mà về khoa học không chứng minh được, thuyết phục. Dạ, những lý do chị đưa ra rất là thực tiễn khoa học và một cách thuyết phục. Dạ. Nhưng mà cô cũng nói là nếu như vậy, trường hợp ví dụ như con của mình đi, con trai của cô đi mà nó ở nhà nó nuôi con thì cô cũng có buồn chút chút đúng không? Dĩ nhiên buồn chứ, nhưng mà phải mình phải tùy trường hợp để mình chấp nhận, Trường Minh biết không? Dạ. Đó, đó mình phải tức mình chấp nhận, còn cái đó là mình dĩ nhiên là mình buồn thôi. Nói chung là mình buồn vì cái này là trên thực tế là như vậy đó. Dạ. Đó, đó khoa học tâm có những cái mà khoa học chứng minh được nhưng mà tâm linh không chứng minh được. Dạ. Cái này có liên quan gì tâm linh cô? Thời gian vật lý, thời gian tâm lý, rồi chính về về tâm linh là tại cái số của nó vậy đó anh. Cô tâm linh thấy cô thấy về vấn đề mà gọi
là gan thông minh có nhiều lúc nó thay đổi mình không ngờ đó cô ơi. Dạ. Con cảm ơn cô nha, gen nó bị lặn. Không, cô đang nói đó là cái cô nói là nó thay đổi bất ngờ, tức là ngu là triền miên, thông minh đột xuất thôi. Con ngu với thông minh nó ghê quá đi thôi. Thôi đúng rồi. Bỗng nhiên trí tuệ là như vậy. Ngủ dậy là thông minh. Dạ. Rồi chúng tôi cảm ơn cô cũng như là mời một thứ giả kế ạ. Dạ, tắt dùm từ bên cái radio, cái tivi trước khi mà chúng ta nói chuyện trên cái đường dây điện thoại nha. Tức là ngôn đó là truyền viên thông minh đột xuất. Hello. Dạ, tắt tivi. Thì tôi không? Dạ tôi, mà tắt tivi chưa cô? Tắt rồi. Rồi, dạ. Tôi ở bên Cali. Dạ. Chào tất cả anh chị em vừa cà phê buổi sáng. Cô Phương hả? Tôi, cô ở bên Cali nè. Cô tên gì ạ? Cô tên là Bách. Cô Bách, dạ cô Bách. Dạ. Cô Bách. Thì trong dòng họ cô đó có một trường hợp xảy ra cũng y như là cái đề tài ngày hôm nay. Thì đó là một người con trai của một người em gái. Thì khi mà nó đi học đó thì bố mẹ rất là hãnh diện về nó. Tại vì nó học giỏi lắm. Dạ. Mà... nhiều khi cô ấy còn so sánh như là những đứa khác không bằng con cô ấy. Dạ. Cô cứ so sánh làm sao mà bằng thằng đó được. Dạ. Mình không muốn nói tên nó ra. Dạ, vâng. Thế thì khi mà nó đậu cái bằng computer science đó, nó làm sao, nhưng mà cái thời kỳ đó thì không có việc. Dạ. Mà lúc bây giờ nó lấy vợ rồi thì vợ nó làm trong hãng Boeing ấy, thì có những cái chỗ mà ngon cũng được thì giới thiệu nó vô làm, thì nó bỏ về chưa, nó giỏi hơn vợ nó, lúc nào nó cũng phải take care nó, lúc nó còn đi học đó là vợ nó phải nhờ nó hướng dẫn học hành này kia nọ, mà bây giờ phải vợ nó giới thiệu như vậy thì nó nhục lắm, nó không có thèm làm, nó không có vô làm. Yeah. Thành ra cái người vợ đó mới giới thiệu người em trai của nó vô làm trong cái chỗ ở Boeing đó. Yeah. Thì khi người em trai đó ra trường đó thì người ta nhận nó luôn. Lương bắt đầu là được 63.000. Yeah. Còn nó thì lúc đó nó đi xin việc không có ai nhận. Không, mà cô đi vô thẳng vấn đề đi cô. Cô đồng ý cái chuyện là người chồng phải gánh vác công việc hay là ở nhà nuôi con, cô thấy ok? Tiếp nghe, thành ra nó phải ở nhà nó coi con nó cho vợ nó. Thành ra nó cũng có nhiều nỗi buồn phiền, cũng như là biết sao không, nó mặc cảm chứ. Yeah. Thành nhân lúc bây giờ thời gian đó rất là khổ sở, thì đã phải ăn theo nhờ vợ, còn nó không có công việc. Thành nhân bố mẹ thì lúc bây giờ cũng buồn phiền lắm, nhất là những người làm cha làm mẹ, nhất là người Việt Nam chúng ta rất là buồn phiền như vậy, nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao được. Yeah. Đó là ý kiến của tôi ngày hôm nay. Cái này đó là cái hoàn cảnh anh không xin được việc làm nên anh ở nhà nuôi con nên anh buồn phiền. Nhưng mà cái trường hợp khác nữa đó là người ta có công ăn việc làm đàng hoàng luôn, rất là tốt, nhưng mà lại hy sinh ở nhà. Cái anh con. Này đó, anh bị cái tự ái, cái cục tự ái anh lớn quá. Bây giờ giả sử như anh kiếm việc làm không được. Bây giờ bà xã của anh đang làm ở trong hãng Boeing. Okay. Thấy có cái job open refer thì anh vô đó làm có gì đâu. Đúng không? Có gì đâu mà phải, giả sử giống như là cái cô bồ cũ mà giới thiệu thì anh còn tự ái, chứ còn bà xã mà có gì đâu mà phải. Đúng. Phải tự ái. Rồi anh vô đó anh làm, rồi ít bữa nữa anh leo lên một cái vị trí cứa thì có gì đâu. Cái chuyện đó là đối với Kevin bình thường, nhưng mà anh chàng đó là với Kevin là cái cục tự ái lớn quá. Nên là thôi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mà okay. cũng là một khía cạnh ha. Chúng tôi xin nghe một ý kiến tiếp theo ạ. 3536. Hello, chào hai anh chị cà phê buổi sáng. Dạ. Hai anh chị buổi sáng khải hăng quá. Tôi cũng có ý kiến rồi nè. Thì chồng ấy cho vợ đó, để mà chăm con đó, thì được vợ được thương, nhưng mà bên gia chồng cũng không vui. Nhưng mà theo ý kiến tôi dễ quá, đâu có gì khó đâu. Hai vợ chồng làm lương cao, muốn người làm về chăm con mình. Hai vợ chồng đâu có tiền hết, trả tiền cho người đi. Làm thế là coi như vui vẻ hết, có gì đâu, đâu khó khăn gì đâu. Muốn người làm về, tức là tất cả con cái mình, hai vợ chồng vẫn lấy tiền nó trả cho người đi làm, người coi gia đình vẫn vui vẻ, không có cuộc đời không có gì hoàn toàn hết, được cái này mất cái nọ. Thành ra nếu mà được vợ mình vui mà mình không quan niệm người ngoài nói không thành quan trọng đó, thì nó dễ hơn. Còn mình quan trọng, hai vợ chồng đều đi làm hết,
Về mướn người làm về nuôi có, ok? Dạ, dạ thưa chú, cái vấn đề á, là mướn người làm thì nếu mà hai vợ chồng đều lo đi làm hết á, mướn người làm thì đương nhiên là cái người làm sẽ không có bao giờ có đầy đủ cái tình thương giống như là cái người cha hay người mẹ ở nhà nuôi con. Cái vấn đề là chỗ đó thì cái sự hy sinh của anh chồng thì rất là lớn, nhưng mà có thể là do gia đình cũng cũng khó mà thông cảm được khi mà một cái người con trai của mình nuôi ăn học rồi bây giờ ở nhà chăm vợ chăm con, khi mà người đó hy sinh được như vậy thì chú có thông cảm với họ hay không? Hay chú nói là đàn ông là phải đi ra ngoài để làm việc, thay vì ở nhà nuôi con thì mướn người làm thì tốt hơn. Ý chú là như vậy phải không? Đúng, chỉ là mướn người làm rồi cho gia đình vui vẻ. Dạ, đàn ông phải đi ra ngoài làm việc chứ không có cái vụ ở nhà nuôi con phải không? Thì mình muốn cho gia đình mình không bị mang tiếng là ở nhà ăn bám vợ hay là đại khái nuôi ấy. Mà nhục cái đại okay, mà hiểu rồi đi kiến chú nói cái đó thì nó lại cũng không thực tế cái cho cái câu chuyện ngày hôm nay. Tại vì mình đang cạnh sân là anh chồng không có việc làm, bây giờ còn á mướn thêm một người nữa về thì mình thấy cái gánh nặng cho cái người vợ nhiều quá, cái đó này lại không hợp lý. Và không, cái điều mà đi làm đi theo không, như ý là... của chú giải quyết vấn đề, nếu mà dễ như chú nói ăn cơm sườn như vậy thì đâu có chuyện để chúng ta bàn trong bàn đúng cà rồi, phê. Đương nhiên mướn cái gì cũng giống như là ông trưởng kỹ thuật buổi sáng ông Cường dạy con thử đẹp đi dạy con rồi đủ thứ nó mình phải có thực tế. Nhưng mà bữa nay thiếu chú cơ, có chú cơ là cái này là ok. Chú cơ là trong trường hợp đó chú cơ đi làm hả? Chú cơ đi làm là chỉ là làm vô phò phân thôi. Nhưng mà có đi công làm. Công chuyện nhà là chính. Có đi làm. Cô hàng đi cà phê bây giờ tới giờ quảng cáo rồi. Đừng, chưa. Đừng nói thêm làm tôi nổi nóng. Anh cứ nóng đi. Tôi sẽ nói nếu mà những người mà không có ủng hộ ý kiến này và biết được cái trường hợp của bạn, của cô là như vậy. Tôi nói lại một lần nữa, mình còn giờ phải không? Trường hợp anh này đó là không phải anh cứ ì ra như vậy để không, anh muốn sinh, anh ở nhà. Sinh, anh Vũ Kiểm là một trường hợp. Không. Cho nên, nên thôi, nếu mà trở tôi lại, mà nóng, để tôi nói trở lại những nói. Người mà binh theo phe cô Tường Minh á, đi chết đi. Nên chặt nữa trở lại mình sẽ môi đêm cái anh. Anh người Vũ thật Kiểm việc thật ở đây nè. Rồi, bây giờ mời một thính giả trên đường dây ạ. Alo. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ. Thưa tôi là Tiền Nguyễn á. Tôi xin có ý kiến thế này này, mỗi một gia đình nó có một cái cuộc sống khác mà người ta hối người ta hợp hài hòa với nhau, mà người ta bàn với nhau mà được mà tốt như vậy thì tôi thấy là nó là rất là tốt đẹp, mà người ta chấp nhận nhau để người ta yêu thương để đưa đến một gia đình tốt đẹp thì cái đấy là cái chuyện bình thường. Thế nhưng mà đối với những người lớn ấy thì có thể là buồn. Thế nhưng mà đời tôi ấy, hiện ở đây này tôi thấy có hai gia đình mà đều là những người đàn ông ăn học rất là giỏi. Thế nhưng mà tự vì người vợ ấy, người ta có công việc rất là ổn định mà người ta muốn người chồng ở nhà, mà người chồng lại chấp nhận như vậy, gia đình người ta rất là vui vẻ mà hòa nhã có cái gì đâu. Trừ trường hợp tạo gánh nặng cho người vợ thì cái đấy nó mới là cái chuyện đáng coi thường, chứ còn người ta chấp nhận như vậy là một điều điểm son rồi, không có cái gì mà đáng phải nói nữa. Tôi hoan nghênh hết mình. Được rồi, dạ. Rất là cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn cô nha. Chúng tôi chuyển đường dây sang một thính giả kế ạ. À. Xin hello. Mời. Đó em không chị? Dạ đúng em rồi. Dạ cảm ơn, chào anh chị, các anh chị trên đài. Em nghĩ chồng hay vợ ai đi làm cũng được, miễn người nào làm ăn cơm cao thì người đó có đi làm. Còn người nếu mà cảm thấy mà không ai chăm con thì người làm ít tiền để ở nhà chăm con cũng như nhau à. Không có khác biệt gì vấn đề học thức hay học cao gì hết. Cha mẹ buồn hơn, cha mẹ có cảm nhận hơn. No, ai làm lương cao là bắt buộc phải đi làm. Còn người làm lương thấp là ở nhà chăm con. Vậy thôi, theo quan niệm của em là như vậy là tốt nhất. Không phải, từ bây giờ ai cũng đòi đi làm hết, ai coi con. Mình sanh con ra, mình không có trách nhiệm với con mình chứ. Mướn người làm giống như chú kia nói kìa. No, không có anh ở nhà rồi con mướn người làm nữa. Thì hai vợ chồng đi làm luôn. Có nào đi nữa, có nào đi nữa không bao giờ bằng cha mẹ hết. Bảo đảm luôn, em bảo đảm luôn cái điều đó 100%. Chắc chắn. Không ai chăm con bằng cha mẹ hết. Em nói thiệt, không ai bằng cha mẹ hết. Rồi, cảm ơn anh ha. Anh tên gì, gọi từ đâu vậy? Dạ, em gọi từ Houston. Em cứ nơi đảm mỹ là thật ra hay làm lương ca rồi cứ việc đi làm. Dạ hả, đàn ông đàn bà gì ở nhà nuôi con cũng ok hết đúng không?
bình thường cũng là công việc vậy mà thôi. Anh này anh nói ai làm lương cao thì đi làm, mà bữa trước mình nói money talk anh nói no, không phải. No, money talk đúng rồi, thì cái lương cao là cái money đó. Đúng vậy. Đúng vậy. Ok anh. Cái người làm lương cao là money rồi đó. Đúng không? À, chúng tôi xin được phép đọc một vài những cái comment ở trên Facebook. À, từ xưa đến giờ đàn ông là rường cột của nước nhà, như nước Mỹ vĩ đại mà có nữ tổng thống chắc đa số đều không bằng lòng vì phụ nữ dễ mềm lòng, ít cương lĩnh lãnh đạo. Ý kiến của Lương Võ nó hơi xa xa chút không? Linda Trần thì nói là theo tôi điều quan trọng là bảo hiểm sức khỏe. Nếu phải mua bảo hiểm ở ngoài cho cả gia đình thì rất là mắc, nên phải có một người đi làm hãng, cô vợ chỉ là tài chánh phụ thôi. Nếu cần để lo cho con thì phải mượn thêm người. Anh đó anh nói á, những cái người mà comment vậy, trên thế giới này có biết bao nhiêu người mà đàn bà lãnh đạo đất nước. Chẳng hạn như trước đây có đàn người đàn bà thép của anh, bà Thatcher, đúng không anh? À, mình đưa một vài cái ví dụ. Điều chẳng hạn bà bây giờ là Marco, ông San Suu Kyi, bà Marco, Angela Marco của Đức đó, của Đức. Ở Tây Phương. Phi luật tên là có nhiêu? Bà nữ tổng thống đầu tiên, bây giờ cái người mà cũng quyền lực là Thái Anh Văn, tổng thống của Đài Loan. Yeah. Thủ tướng của nước Bangladesh, thủ tướng của nước Pakistan. Rất nhiều nhân vật nữ lưu đã đi vào lịch sử, có quyền lực, có power. Chồng đó lúc đó là chỉ có coi như là đệ nhất phu quân thôi. Chỉ chưa được làm tổng thống. Dạ vâng. Helen Lê thì nói người đàn ông của em kỹ sư nè, bây giờ Covid làm ở nhà, vẫn coi con học online, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa và làm công việc kỹ sư của ảnh là bình thường. Tuyệt đàn ông vời. Ở Mỹ mà giúp vợ, người đàn ông là tuyệt vợ con, nhưng mà anh vẫn đi làm chứ không phải người đó chưa? Giống tôi với ông Kevin đó. Những người đàn ông tuyệt vời, nhưng mà anh vẫn đi làm. Anh cứ theo cái phương châm mà luật sư Bảo hay nói đó, happy wife happy life. Đúng rồi. Rồi một thính giả trên đường dây, happy life happy wife, mẹ chồng không có vui. Mời một thính giả trên đường dây, xin chào 0678. Không sao. Hello. Dạ rồi, xin chào. Chào cô. 0678 phải không? Dạ. Dạ, tôi tên là Lan. Bữa nay nghe được cái đề tài này thì rất là hợp với lại cái xã hội của Mỹ quá. Dạ. Đúng là đúng. Thành thế cái đề tài này nói rằng là đàn ông và đàn bà. Tôi thấy đàn bằng ông với đàn bà này đã qua bên Mỹ này rồi thì mình phải cởi mở, là cái gia đình hạnh phúc là được rồi, gia đình tự một mình bàn tính để mà dạy dỗ con vừa tương lai, cái đó là đúng. Không nên chờ nhờ cậu tới là cha mẹ già của mình hay cha mẹ chồng hay là cha mẹ ngoại cũng một thứ thôi, nhưng mà tốt nhất là vợ chồng phải có một cái chỗ ở riêng. Không nên ở phía bên vợ hay là ở bên chồng, tự lập lấy. Chồng ở nhà cũng được, vợ ở nhà cũng được, rất là hoan nghênh, hạnh phúc là được rồi. Dạ, cảm ơn cô. Nếu mà cô có con trai mà ở nhà nấu cơm cho vợ, cô không có vấn đề gì hết đúng không? Không, không thành vấn đề. Dạ. Tôi cũng có một cái trường hợp như vậy. Dạ. Con tôi là học về y khoa. Học dạ. Y khoa đấy. Nhưng mà cái lúc này á, cháu phải ở nhà. Còn đi làm á thì cũng vẫn đi làm như thường thôi. Yeah. Nhưng có một thời gian thì phía bên vợ là đòi con tôi dọn về ở gần phía bên vợ, thì cái đó tôi cũng không có được vui lòng mấy, nhưng mà cũng phải cẩu mở thôi. Yeah. Nhưng mà sau này tự nhiên cái thằng con tôi nó tự nghĩ lại, nó lại chạy về trở lại cái chỗ riêng của nó là. Yeah. Nó hy sinh. Dạ. Yeah, nó hy sinh là thôi em bây giờ tạm ở với má, anh bây giờ ở đây để làm một thời gian, con lớn một xí nữa rồi là kiếm một cái nhà lớn rồi đem hết về. Yeah. Thì đã tính như vậy rồi. Yeah. Yeah. Thì cũng tốt. Wow. Thì bây rồi. Giờ nó tạm ly khai thì cũng được thôi. Yeah. Phải cởi mở một chút đi, vì cái xã hội này biến quá trăm trăm ngàn ngàn thứ, nó làm sao ổn định, đôi khi cái cơ tùy cơ là ứng biến á. Yeah. Thì nó phải làm như vậy thôi, mình cũng hiểu cho con một chút mà. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn rất cô. Là cảm ơn cảm cô. Ơn ý kiến của cô nha. Xin chào và chúng tôi mời một khán giả kế ạ. 2503 cô Tùng. Ở New York. Dạ, chào cô Tùng.
Cái bà Hiệp Chủng Quốc đây. Ai, dạ xin chào cô Tùng Hiệp Chủng Quốc. Theo cô Tùng là mình đã qua tới đây là bây giờ cái câu tục ngữ của bên mình phu sướng phụ tỳ. Bây giờ qua bên Mỹ mà người ta thêm cô Tùng thêm cái luận lại là chồng quỳ vợ dội là nó bình đẳng rồi. Nên thành nhất định là ai ở nhà cũng được, ai phải giữ con là bình đẳng mà. Dạ. Yeah. Chú có ngồi đó không con? Chú có đang coi tivi chung với cô không? Không, chú là coi như là người người Việt gốc qua mà. Ờ. Chú. Ừ. Ở trong quy vợ giỏi rồi, chú đồng ý rồi, chú quy rồi. Dạ. Vậy là gia đình của cô theo chế độ mẫu hệ rồi. Đâu có mẫu hệ gì, đâu con phải biết phu sướng phụ tùy là bên mình. Dạ. Yeah. Con qua tới đây là chồng quy vợ giỏi mà bình đẳng chứ. Dạ. Yeah. Cô là lady first mà. Ừ. Cô sung sướng, cô hai từng ngày nhau, cô qua Mỹ nhau. Chắc cô đổi đời. Đổi đời. Cô vui. Đã cô đổi đó, chồng quy vợ giỏi đó. Dạ rồi, rất là cảm ơn con. Thành ra ai ở nhà cũng được hết, con trai ở nhà nuôi con càng tốt. Ai ở giữa đường cũng nên. Khi là thất nghiệp hay là thứ gì mà đi làm là phải cùng chung với nhau gánh một gánh nặng mà. Một cây làm chẳng nên non mà, ba cây giụm lại mới nên hòn núi cao. Dạ. Rồi, rất là cảm ơn con. Dạ vâng. Rồi, chúng tôi xin đọc thêm một vài cái comment ở trên Facebook nha. Maria Hiếu Lê nói là nói gần nói xa chẳng qua nói thật, đồng ý với anh Kiểm, anh nói đồng thời phải cộng thêm cái tình thương và trách nhiệm đối với gia đình là làm được tất cả, còn nếu không có tình thương với con mình thì không làm được đâu. Quan trọng, Vĩnh Thanh Nguyễn nói là quan trọng là bà vợ thôi, vợ có chấp nhận vui hay không, hay nói người đàn ông là trụ cột để cho đàn bà vừa... chứ đàn ông không có dấu đọc không nổi. Không nổi, không hiểu luôn. Thôi mời một thính giả trên đường dây. Xin lỗi quý vị nha. Dạ, quý vị đánh thì chấm phết hoặc là bỏ dấu vô thì nó dễ đọc hơn. Còn không có, cũng không biết quý vị nói gì luôn. Dạ, mời một thính giả trên đường dây. Hello. Xin chào. Thôi, chuyển đường dây thôi. Dạ. Cũng tiếp theo là chuyện cha mẹ người lớn là không cần thiết, vì vợ thích là được rồi. Coi như là cha mẹ có buồn thì không có sao hết, miễn sao là vợ chồng hạnh phúc là được rồi. Đàn ông ở nhà là bình thường. Anh vợ không ơi, bình thường, không bình thường. Phải bình nói thường? Thẳng đó là cái số người hoặc là ở trong cái trường hợp như vậy nó ít, nó không phải là hạn hữu nhưng mà cái tỷ lệ thấp chứ không phải là cái chuyện bình thường. Bây giờ nhiều à? Không hạn, nhiều là vì chung là vì vấn đề COVID thôi. Còn cái trường hợp của anh này đó là xảy ra trước khi COVID. Bây giờ anh Vũ Kiểm biết sao không? Cha mẹ, nhưng mà bây giờ có những người họ sẽ tính như vậy. Dạ. Anh gặp vợ anh, ok, người phối ngẫu của anh mỗi ngày, đúng không? Bây giờ anh còn trẻ, còn bây giờ đó có những người họ nghĩ là ba mẹ. Nhiều lúc á, nếu mà ở cho cùng thành phố đó, thì có những người là mỗi tuần nhưng mà trung bình là mỗi tháng, đúng không? Rồi nếu mà khác thành phố thì lên tới mỗi năm. Mà bây giờ ba mẹ là hàng 7, hàng 8 rồi. Tức là họ chỉ tính, họ chỉ gặp có khoảng chừng ở bao đếm trên đầu ngón tay thôi, hoặc là khoảng chừng 30 ngày thôi. Yeah. Đúng không? 30 lần nữa là xong. Mà vợ thì đối diện là người phối ngẫu đối diện mỗi ngày, họ tính là họ đem cái này họ so sánh, sau đó họ thấy thôi. Nhắc bên trọng, bên khinh, bên nào nặng hơn họ phải theo bên đó. Dạ. Yeah. Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào. 2370 mời quý vị lên tiếng. Dạ, xin chào, tôi là Phương ở Cali. Dạ. Chào cô Phương. Theo ý kiến của tôi á, thì cái đó là bình thường thôi. Dạ, bây giờ vì cái hoàn cảnh thì gia đình, thứ nhất là cái quan trọng nhất là đâu có ai chăm sóc con cái bằng cha bằng mẹ. Bây giờ cái hoàn cảnh nó như vậy, ăn thua ở cái là hai vợ chồng á đồng thuận với nhau thì là tốt thôi. Còn nếu mà tôi là bậc cha mẹ thì tôi cũng vẫn sẵn sàng vui. Tại vì tôi thấy cái gia đình, nếu mà con cái tôi mà nó như vậy mà nó cảm thấy hạnh phúc, con cháu rất bề huề, thế là vui rồi. Dạ. Yeah.
Cái đó là bằng mặt mà bằng lòng luôn hay là bằng mặt mà không bằng lòng? Dạ. Bằng lòng luôn. Dạ, bằng lòng luôn. Dạ. Bây giờ cái quan trọng nhất là khi mà mình giờ mình cho con nó ăn học thành tài để sau này nó lo cho gia đình nó. Thì bây giờ cái lo gì cũng là cái lo thôi. Dạ. Cũng ít người được nghĩ như cô tự lắm đó cô Phương. Cô biết cô Phương biết sao, có nhiều người họ không nghĩ xa, chứ còn tính ra đó, anh chồng ảnh ở nhà nhưng mà ảnh là nhà quản lý, ảnh là manager. Đúng. Dạ. Đúng rồi. Dễ à. Quan trọng cái là trong gia đình hai vợ chồng mà nó cảm thấy mà thuận hòa hạnh phúc là tốt rồi. Dạ. Cha mẹ nhìn thấy cái gia đình đó nó hạnh phúc với nhau cũng là vui thôi. Dạ. Cũng vậy thôi. Cũng có đúng hiếm, rồi đó cô. Dạ. Có hiếm người cha các mẹ anh là, nghĩ nên như là cô các là anh mà ở ngoài đó, anh nào mà lã xử vì lý do gì đó mà mình ở nhà mà mình lo cái công việc đó, ban áo cao mình đứng là mình vẫn power. Dạ, yeah, đó cũng là một nhìn đời đơn giản như ông Kevin là... thì dễ quá. Dạ, yeah, nhất là mà lo cho cái gia đình có hạnh phúc con cái tốt thì hoan hô cái tư tưởng tương đối là tiến bộ của cô. Rất, tại rất vì là có rất bộ. Nhiều người không có được cái dạ. suy nghĩ như cô. Dạ, xin mời thính giả kế tiếp. Dạ. Cảm ơn cô Phương nha. Dạ, chúc cô Phương ngày vui nha. Mời một thính giả kế ạ. À. Vâng, xin chào. Mời quý vị lên tiếng 6372. Hello, tôi là Nguyễn Mộng Hoàng đây. Dạ, tôi có ý kiến trong vấn đề này. No here thì đúng hơn. Tôi có ý kiến trong vấn đề. Dạ. Đàn ông á, là cái đầu não chỉ huy thần kinh hệ. Cho nên đàn ông không nhất thiết là phải ở nhà. Dù cho có đi du lịch nơi xa, dù cho có đi lãng tử, nhưng mà đàn ông vẫn có mặt trong mọi trường hợp, mọi vấn đề. Đó là người đàn ông. Yeah. Tôi chỉ nói bao nhiêu đây thôi. Rồi, cảm ơn chú Hoàng. Không có vụ ở nhà nuôi con đâu, phải không? Không, thì ý kiến của chú về chú Hoàng mà làm sao mà có vụ đồng ý cho đàn ông ở nhà nuôi con được. Yeah. Bệnh chú Hoàng nặng quá rồi. Chính xác. Hoan hô Kevin. Đâu phải có một mình chú Hoàng đâu, nhiều người cũng nghĩ như nên vậy đó. Nên là mọi người nhớ là hễ mà cứ như vô nhà chú Hoàng thì đừng có cái tư tưởng đó. Dạ, dạ, không có chuyện là đàn ông ở nhà mà nấu cơm cho vợ đâu. Dạ. À. Ăn học cho thành tài rồi ở nhà nấu cơm cho vợ là chú Hoàng là xử luôn. Xử tức đẹp. Là chú Hoàng nói là thà là đi làm McDonald's còn hơn là ở nhà nấu cơm, nấu cơm cho vợ. Phải không đây. Chú Hoàng? Với tôi thì tôi từ chối ở nhà để nấu cơm cho vợ, tôi từ chối. Yeah. Rồi gặp như có con rồi nó ở nhà nấu cơm cho vợ, chú tính làm sao? Tôi thì làm cái guồng máy phải chỉ huy, tôi lặp lại là chỉ huy thần kinh hệ làm. Tôi vẫn có mặt trong mọi trường hợp. Ê, mọi quá vấn đề. Chú Hoàng. Đó rồi, chú Hoàng này là thuộc. Rồi, cảm ơn chú Hoàng. Bó tay chân đó không? Mong lắm thầy. Dạ. Dạ. Rồi, chúng tôi mời một thính giả kế 2838. Dạ, 2838 mời lên tiếng. Lên tiếng cô đi. Cô chú à. Ơi, cô chú tắt giùm cái tivi thì mai ra mới nói chuyện được. Dạ, mình. Rồi. Hello. Dạ, hello, dạ. Cho cháu tham gia chút xíu nha. Dạ, vâng. Chị này trẻ. Rồi. Dạ. Thật ra thì với cháu cũng không đồng ý là người đàn ông ở nhà. Bởi vì đàn ông á, ở nhà yếu lắm, phải mạnh mẽ. Phải là ra đường. Còn người đàn bà thì ở nhà nuôi con. Đó là cái luật tự nhiên. Cho nên là theo cháu thì đàn ông phải nên ra đường. Không ở nhà nuôi con. Mặc dù là cái người vợ làm ra tiền nhiều, có cơ sở, có business bận rộn thì người đàn ông cũng phải đi ra ngoài làm cái gì đó chứ không có nên ở nhà, phải không? Lý do tại sao chị đâu, nghĩ? Cái chị này á, chị nói vậy đó. Bây giờ chị ở Mỹ này tất cả mọi người là đều đi học, đúng không? Rồi đi làm trước khi có gia đình. Mà bây giờ chẳng hạn giống như bây giờ ở nhà, giống như điển hình là chị đi. Bây giờ chị nếu mà chị có con gái, con gái chị nuôi, con gái chị lớn lên, chị muốn con, chị đâu có nghĩ cái chuyện con gái chị đâu có tính cái chuyện con gái chị là ồ lớn lên lấy chồng ở nhà nuôi con đâu. Chị vẫn cho đi học đàng hoàng, rồi cái người con gái đó lúc đó họ tự quyết định,
họ sẽ tự quyết định cái chuyện là họ chọn cái ngành nghề rồi họ đi làm. Bây giờ họ đang làm một cái công việc rất là tốt, bây giờ chị lấy chồng cái chị biểu ở nhà nuôi con, cái đó không được. Không thì nhưng mà cái người con gái mà hy sinh công việc rồi ở nhà nuôi con đó là chuyện bình thường trong xã hội, thấy cũng nhiều. Nhưng mà ngược lại đối với người đàn ông thì cha mẹ khó chấp nhận lắm, nhất là con trai nữa. Con trai nuôi ăn học đi lớn, muốn ra đường, ra ngoài xã hội cho nó thành tài. À đâu có cha mẹ nào muốn mà con ở nhà nấu cơm cho vợ đâu. Bây giờ còn dám tính giả. Dạ phải không chị ha? Dạ. Dạ. Ví dụ giống như vậy nè, ví dụ giống như là con gái cũng mình có nhiều trường hợp, nhiều điều kiện để mà mình muốn một cái gì đó cho mình gửi con hay là mình giữ con, nhưng mà anyway thì người đàn bà đó ở nhà đó săn sóc con nó kỹ lưỡng hơn người đàn ông. Rồi người đàn ông mà ở nhà đó thì ví dụ giống như mình đi làm, người đàn bà đi làm mà có tiền nhiều á, đôi lúc nó cũng có một cái tính mà giống như là không phải là coi thường như người đàn ông. Tôi hiểu ý chị rồi, tại vì bây giờ sắp hết giờ. Nếu như vậy đó, cái suy nghĩ của chị nó đi ngược lại với đại đa số những người phụ nữ đang ở xã hội Mỹ muốn tranh đấu cho nữ quyền của họ. Họ muốn đi ra ngoài, họ xốc vác, họ bươn chải như là một người đàn ông thành đạt trong mọi lĩnh vực. Mà bây giờ chị lại an phận giống như là những người mẹ của chúng ta cách đây bao nhiêu năm. Cái đó tức là tương đối là nó hơi mâu thuẫn. Chị đang mâu thuẫn với cô chủ quán ốc. Đúng này. Rồi thì đó. Đúng không? Bây giờ, cô quán ốc nhanh. Á. Trước khi có cái quán ốc này là cô quán ốc ở nhà nuôi con. À. Nhưng mà sau đó vùng dậy để đi ra đây thì để lên TV. Mới nói. Yeah. Sắp hết giờ, đây là ý rồi, kiến sau ơn. Cùng của tôi. Thứ nhất, á, nãy giờ thì có ghi nhận của một số các bác tương đối là có tuổi nhưng mà adapt, tức là thức thời được với cái xã hội hoàn cảnh ngay bây giờ và làm vui, hạnh phúc cho con cháu, tức là sẵn sàng vì con. Chứ không quá khư khư giữa cái hai cái ý thức hệ của giới già và giới trẻ ngày nay, của cha mẹ và con cái, và sợ cái gọi là miệng lưỡi của người đời. Lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, như trường hợp của cô bạn của cô Tường Minh, cô hàng cà phê. Vì có người mẹ chồng hoặc người mẹ vợ, either way, lên tiếng về cái điều này. Tức là họ không có đồng ý, không muốn. Cho cái điều đó là cái miệng lưỡi của người đời. Không dám nói ai đúng ai sai, nhưng mà cái đó là theo tôi trong trường hợp này thôi nhé. Tôi không nói in general, tức là trường hợp của anh này có bằng kỹ sư, đã từng hành nghề kỹ sư. Vì thương yêu vợ, muốn chăm sóc con một cách tuyệt đối hoàn hảo, cho vợ yên chí, cho vợ hạnh phúc. Không có gì mong hơn. Tôi nói thiệt, tôi sẵn sàng nếu tôi làm được như vậy, chưa chắc tôi đã làm được như vậy. Thế đó, đó anh có làm đúng. Được đâu mà anh nói này. Có như là lý thuyết thì nó rất là hay đúng. Nhưng mà thực hành thì không làm được. Đúng, 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 đồng ý. Khó lắm. Cô nói mà mặt nó gian. Mặt cân cân, mặt cân cân thấy ghét. Cũng như là Vĩnh Thanh Nguyễn nói là đàn ông mà ở nhà cũng khổ với bà vợ lắm. Đàn ông vừa đi làm ở ngoài rồi về nhà phụ vợ luôn thì vui vẻ hơn. Nghĩa là vừa đi làm rồi đó, về đó, đó, anh thấy không? Em thấy cái ý kiến này là quá đáng. Tham lam. Cái cô đó cũng đi là cũng có muốn cả hai. Đúng rồi, quá đáng. Đó, đáng ngoài cái cô đó thuộc dạng là được voi mà đòi hai đòi bà trưng đó. À được thôi. Lương đòi hai bà trưng. Lương Võ thì nói là đàn ông ở nhà nấu cơm cho vợ nuôi con mà thấy hạnh phúc. Cha mẹ thì chỉ bằng mặt mà bằng không bằng anh lòng Cường thôi. Anh Cường phán rồi, đàn gì thì đàn, hết giờ rồi. Nè, câu này hay nè, thà ở chuồng heo chứ không theo nhà vợ. Quá đáng. Vậy quá à, vậy đáng, à. Anh Cường nói. Cái này là Cường bí ẩn nói bậy á. Lương Võ, Lương Võ nói như vậy nha, như anh Cường bí ẩn, anh cãi tới nơi rồi, nói là bậy à, bậy à. Dạ. Được hả. Vâng, thì chúng tôi cũng đưa ra một cái khía cạnh trong xã hội để quý vị có thể tham gia những ý kiến của quý vị. Tất nhiên như anh Vũ Kiểm nói là trong chương trình chúng tôi không dám nói ai là đúng hay là sai. Chỉ nghe những ý kiến của quý vị rồi chúng ta tự có thể có những cái suy nghĩ của riêng mình. Đến đây thì chương trình Cà Phê Sáng cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai từ 8 giờ cho tới 9 giờ 10. Xin chúc quý vị một ngày vui. You could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance.
8888. Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888.